Gia đình nghệ sĩ chúng tôi đã đến thành phố Phan Thiết. Theo yêu cầu của các chị, chúng tôi quyết định đi tham quan và ăn vặt trong chợ Phan Thiết. Phan Thiết là một thành phố ven biển và là tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Bình Thuận. Thành phố Phan Thiết nằm ở trung tâm tỉnh Bình Thuận, cách thủ đô Hà Nội khoảng 1.538 km về phía nam theo quốc lộ 1, cách thành phố Hồ Chí Minh 166 km về phía đông theo cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Dầu Dây. Thành phố Phan Thiết nằm trong vùng khô hạn, khí hậu nhiệt đới điển hình, nhiều gió, nhiều nắng, ít bão, không có sương muối, có nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26 độ C đến 27 độ C. Khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, về mặt dân số cũng như kinh tế, Phan Thiết đã là một đô thị lớn của vùng Duyên Hải Trung Kỳ. Phố Hài, Mũi Né là những cửa biển sầm uất với ghe thuyền từ Trung Kỳ, Nam Kỳ đến chở nước mắm, cá khô, dầu rái, trầm hương, vào Sài Gòn, ra Đà Nẵng buôn bán, thậm chí có cả tàu thuyền Trung Quốc từ Quảng Đông, Hải Nam qua đường biển từ Hội An đến giao thương. Ngư nghiệp là ngành nghề lâu đời của người Phan Thiết. Cùng với La Di và Phú Quý, Phan Thiết là ngư trường lớn của tỉnh Bình Thuận. Song song đó, Phan Thiết là nơi được thiên nhiên ưu đãi một khí hậu tự nhiên phù hợp với nghề sản xuất nước mắm. Biến thiên nhiệt độ giữa các tháng không lớn, ít mưa, nhiều nắng và gió là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho quá trình cá chín trong muối. Nhờ đó, nước mắm Phan Thiết có hương vị đặc trưng mà nước mắm ở những nơi khác không thể có. Bây giờ chúng ta tự cảm nhận bằng cách dạo xem các gian hàng thực phẩm đa dạng và vô cùng hấp dẫn. Trưa rồi, đói bụng rồi nhé. Đi thôi.
thấy rồi, từ từ ở vô á. Tiền Giang còn mấy vé Tiền Giang? Mỗi loại một cái, dạ, trái chiên cá hấp gì cũng 240. Cái này à? Thôi, dạ cá đi chị ơi. Cá hấp
Bây giờ các cô hả hê vì chẳng những no bụng mà còn cả no mắt nữa. Kẻ mua người bán không khí nhộn nhịp, du khách khắp vùng kẻ Nam người Bắc, Tây Tàu đủ cả, tạo nên một không gian ấn tượng khó quên khi tạm biệt Phan Thiết. Giờ chúng ta đi thưởng thức, chiêm ngưỡng tiếp những điều độc đáo của Phan Thiết.